Chào học sinh, chào mừng các em đã quay trở lại với các bài giảng cùng trang Việt sách. Cô là cô Nguyễn Diệu Linh. Hôm nay cô rất vui, chúng ta sẽ cùng cô học bài số 5, phép cộng và phép nhân. Chúng ta cùng chữa các bài tập trong sách bài tập của phần này nhé. Đầu tiên là bài 43. Hãy áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để thực hiện các phép tính nhanh sau đây. Ta có câu A là 81 cộng 243 cộng với 19. Khi đó ta có thể nhóm và kết hợp hai số nào nhỉ? À, cô có thể kết hợp số 81 cộng số 19 và còn lại số 243. Và cô có 81 cộng 19 là bằng 100 đúng không nào? Và như vậy cô có 100 cộng 243 thì cô sẽ được là 343. Đó, nhanh hơn rất là nhiều đúng không? Câu B. Cô có 168 cộng 79 cộng 132. Thì ở đây cô sẽ nhóm 168 với 132. Và cô còn lại số 79 ở đây. Đến đây 168 cộng 132 chúng ta được 300. Cộng 79 thì cô được 379. Đó là bài 43 câu A và câu B. Chúng ta cùng xem tiếp câu C và câu D. Câu C ta có là 5 nhân 25 nhân 2 nhân 16 nhân 4. Thì ở đây cô sẽ nhóm được những số nào nhỉ? À, cô nhóm 5 với 2 là một bộ đôi rất là đẹp đi với nhau. Và 25 cô sẽ nhóm với 4. Như vậy cô còn lại số 16. Và cô có 5 x 2 là 10, 25 x 4 là 100, rồi nhân 16. Và 10 x 100 cô được 1.000. Nhân với 16 thì cô sẽ được là 16.000. Đó là câu C. Tiếp theo câu D. Ta có là 32 x 47 cộng 32 x 53. Thì đây cô sẽ đặt được gì chung? À, cô đặt được 32 ra ngoài. Trong ngoặc cô còn 47 ở đây cộng với 53. Như vậy cô có 47 cộng 53 là được 100. Và cô có 32 x 100 chính là bằng 3.200. Rồi, đó là bài 43. Chúng ta làm tiếp bài 44. Hãy tìm số tự nhiên x. Biết ta có những điều sau. Câu A là x trừ 45 nhân với 27 bằng 0. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm x như thế nào nhỉ? Câu A này, ta có là x trừ 45 nhân với 27 bằng 0. Cô coi ở đây x trừ 45 là cả một cụm cần tìm trước đúng không? Đây là thừa số chưa biết. Thì muốn tìm cái thừa số x trừ 45 này, cô sẽ lấy tích là 0 chia cho 27. Như vậy cô có x trừ đi 45 sẽ bằng 0. Như vậy x sẽ bằng 0 cộng với 45, tức là bằng 45. Ta nhớ kết luận là vậy. X bằng 45 là câu A. Chúng ta cùng làm tiếp câu B. Cô có 23 nhân 42 trừ x bằng 23. Ở đây cho phép tính nhân này ta lại coi 42 trừ x là một thừa số chưa biết tiếp theo. Như vậy muốn tìm thừa số chưa biết này, ta lấy tích là 23 chia cho thừa số đã biết cũng là 23. Như vậy cô sẽ có 42 trừ x bằng 23 chia 23, cô được 1. Như vậy x là gì nhỉ? À, x đây là số trừ. Số trừ sẽ bằng số bị trừ, trừ đi hiệu. Như vậy x bằng 42 trừ đi 1 thì cô được x bằng 41. Đó là câu B. Tiếp theo ta quan sát bài 45. Thực hiện các phép tính nhanh sau đây.
Câu A chúng ta là ta có biểu thức A là 26 cộng 27 cộng 28 cộng 29 cộng 30 cộng 31 cộng 32 và cộng 33. À, ta thấy đây là biểu thức A có 8 số hạng đúng không? Và như vậy cô cứ nhóm anh đầu với anh cuối với nhau. 26 cộng 33 này. Rồi 27 cộng 32 này. 28 cộng 31 này. Cùng là 29 cộng 30 này. Ở đây ta thấy tổng là 59. Cộng tiếp với 59. Cộng 59 và cộng tiếp với 59. Vậy đây cô thấy là có 4 số 59 cộng với nhau đúng không? Thì như vậy nó chính là phép tính gì? À, phép tính nhân đúng không? Nó sẽ bằng 59 nhân với 4 ta được bao nhiêu? 9 nhân 4 36 với 6 nhớ 3. 5 nhân 4 20 thêm 3 là 236. Đó là bài 45. Chúng ta cùng quan sát tiếp bài 46. Tính nhanh bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng. Ta có 997 cộng 37. Làm nào để kết hợp ở đây? Thường khi kết hợp ta sẽ có 3 số hạng đúng không? Nhưng ở đây chúng ta mới có 2 số hạng thôi. Thì ta thấy là 997 nó cần cộng với mấy? À, nó cần cộng với 3 đúng không? Vậy 3 cô lấy ở đâu ra? À, 3 cô sẽ tách từ anh 37 ra. Như vậy đây, 997 ta giữ nguyên này. Cái anh 37 này ta sẽ tách thành là 3 cộng với 34. Đến đây cô nhóm 997 cộng 3. Cô được bao nhiêu? À như vậy nó bằng là 1000 cộng với 34. Thì chúng ta được kết quả là 1034. Đó. Tương tự cô có 49 cộng 194. Tiếp theo chúng ta xét phép tính là 49 cộng 194. Thì ta thấy là ở đây cái anh nào nhỉ? À, nó sẽ tách cho cô 194 đang cần 6 đúng không? Như vậy 49 cô sẽ tách ra là 6 này và 40 mấy? 43 cộng 6 cộng 194. Như vậy đây ta sẽ kết hợp 6 và 194. Ta được 43 cộng 200. Như vậy ta được kết quả là 203, 243. Đây số 4 nhé. Rồi, đó là bài 46. Chúng ta quan sát tiếp bài 47. Thì bài hỏi là trong các tích sau tìm các tích bằng nhau mà không tính kết quả. Đầu tiên cô có 11 nhân 18 này. Thì cô có thể tách nó ra là gì? 11 nhân 18 cô tách nó ra là 9 nhân 2 cũng được đúng không? Như vậy hai anh này bằng nhau. Hoặc 18 cô sẽ tách ra thành 6 nhân với 3. Như vậy bằng 11 nhân 6 nhân 3 đúng không? Thì ta có thể giao hoán đi là bằng 6 nhân 3 nhân 11 cũng được. Như vậy ta có ba anh này bằng nhau. Tiếp theo cô xét 15 nhân 45. Thì nếu số 45 cô giữ nguyên, 15 cô tách thành là 3 nhân 5. Như vậy nó cũng bằng là 45 nhân 3 nhân 5 nếu chúng ta áp dụng tính chất giao hoán đúng không nào? Và hoặc là 15 cô giữ nguyên, 45 cô sẽ tách thành là 9 nhân 5. Như vậy nó hoàn toàn giống với các anh ở đây, ta giao hoán đi, ta được anh ở đây là 9 nhân 5 nhân 15. Đó là bài 47. Chúng ta làm bài tiếp theo. 48. Đề bài yêu cầu là tính nhẩm bằng cách câu A là áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân. Vậy thì ở bài 48 này chúng ta nhớ trước hết chúng ta cần nhớ lại là tính chất kết hợp của phép nhân là gì nhỉ? À, nó phát biểu lại tính chất kết hợp phép nhân nhé. Tức là nếu cô có gì? A nhân B nhân C đúng không? Thì cô có thể đảo vị trí là A nhân B cô nhân trước và nhân C sau.
Hoặc là cô lấy B nhân với C nhân với nhau trước, rồi cô nhân với A sau cũng được. Đó. Thì đây chúng ta xem bài 48 nó sẽ kết hợp như thế nào nhỉ? Câu A chúng ta có gì? Mười bảy nhân bốn thì cô sẽ tách anh bốn là 17 nhân 2 nhân với 2. Đến đây cô lấy 17 nhân 2 trước, cô được bao nhiêu? À, 34. 34 cô nhân với 2 thì cô được là 68. Tiếp theo cô B, cô có 2. Ý tiếp theo là 25 nhân với 28. Thì 25 nó sẽ cần nhân với mấy? À, 25 cần nhân với 4 đúng không? Như vậy 28 cô sẽ tách là 4 nhân 7. Như đây ta sẽ kết hợp 25 nhân 4 trước, cô được là 100 nhân 7. Kết quả là 700. Đó là câu A. Câu B, hãy áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Rồi, tiếp theo chúng ta lại nhớ lại tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng là gì nhỉ? À, đó là nếu cô có A nhân với tổng B cộng C, khi đó cô có thể tách nhân ra là cô lấy A nhân lần lượt từng số hạng bên trong tổng rồi cộng với nhau. Đầu tiên cô lấy A nhân B, cô được AB. Rồi cô cộng tiếp với A nhân C, cô được AC. Đó. Ở đây cô có 13 nhân 12. Thì cô sẽ tách cái anh 12 này ra thành là 10 cộng 2. Như vậy cô sẽ có đầu tiên là 13 nhân 10. Rồi cô cộng tiếp với 13 nhân 2. Thì ta thấy là 13 nhân 10 cô được bao nhiêu? Ừ, cô được là 130. Cộng 13 nhân 2 là 26. Thì cô được là 156. Tiếp 53 nhân 11. 53 cô giữ nguyên. 11 cô tách là 10 cộng 1. Đến đây cô lấy 53 nhân 10 trước. Rồi cộng với 53 nhân 1. Vậy cô được 530 cộng với 53 thì cô được là 583. Tiếp theo 39 nhân 101. Thì anh 101 này cũng sẽ tách là 100 cộng 1. Như vậy cô sẽ lấy 39 nhân lần lượt từng số hạng bên trong này là 39 nhân 100 cộng với 39 nhân 1 bằng 3.900 cộng với 39 thì cô được kết quả là 3.939 đúng không nào? Bài 48. Tiếp theo cô làm bài 49. Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất phân phối giữa phép nhân và phép tính trừ. Tức là nếu ta có mà A nhân với một hiệu B trừ C sẽ bằng A nhân lần lượt là A nhân B rồi trừ đi A nhân C. Chúng ta áp dụng vào làm bài số 49. Cô có 8 nhân 19. Thì số nào nhỉ? À, số 19 nó rất gần với số 20, nó bằng 20 trừ đi 1. Như vậy cô sẽ lấy 8 nhân 20 trừ đi 8 nhân 1. Như vậy cô có 8 nhân 20 là 160 trừ đi 8 thì cô được kết quả là 152. Tiếp theo 65 nhân 98. 65 cô giữ nguyên. 98 cô tách ra là 100 trừ đi 2. Nhưng mà đầu tiên cô lấy 65 nhân 100. Rồi cô trừ đi 65 nhân 2. Như vậy sẽ bằng là 6.500 trừ đi 65 nhân 2 là trừ đi 130. Ta có 6.500 trừ đi 130 là được 0 này. 10 trừ 3 là 7, 7 nhớ 1 3, ta được 6.370. Tiếp theo ta làm bài 50.
Tính tổng của số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau và số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Và 50 ta sẽ có tổng sẽ là bao nhiêu? Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là số 1, 0, 2. Cộng số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là 9, 8 và 7. Ta cộng với nhau 2 cộng 7 là 9 này. 0 cộng 8 là 8 và 9 cộng 1, 10. Đó là bài 50. Chúng ta cùng làm bài 51. Viết các phần tử của tập hợp M gồm các số tự nhiên x. Biết rằng x cộng với a bằng b. Vậy thực chất đây là bài toán tìm x thôi. Sau đó chúng ta sẽ tổng kết giá trị vào. X bằng a cộng b. À, a đây, b đây có rồi đúng không? Đầu tiên ta lấy một phần tử a thuộc trong này cộng một phần tử b thuộc trong này đúng không? Đầu tiên cô lấy 25 cộng 14. Cô được bao nhiêu? À, 39. Tiếp theo cô lấy 25 cộng 23. Cô được là 48. Tiếp theo 38 cộng 14. Cô được là 52. Cuối cùng 38 cộng 23. Cô được là 61. Như vậy cô sẽ liệt kê được tập hợp M gồm các phần tử là 39 này, 52 này, 48 này và 61 nhé. Đó là bài số 51. Chúng ta cùng làm tiếp bài số 52. Tìm các tập hợp gồm các số tự nhiên x sao cho. Ở đây chúng ta coi A là tổng quát của một số tự nhiên chúng ta biết rồi. Và việc chúng ta đi tìm số tự nhiên x nhé. Như vậy với bài 52 này. Câu A ta có là A cộng x bằng A. Như vậy x của cô sẽ bằng là số hạng chưa biết ta lấy tổng là A trừ số hạng đã biết là A. Như vậy x bằng 0. Câu B, A cộng x mà lớn hơn cả A thì x sẽ lớn hơn cả A trừ đi A thì x lớn hơn 0. Như vậy ở ý A này thì ta sẽ nó là tập hợp A sẽ gồm một số 0 thôi. X lớn hơn 0 thì tập hợp B của mình chính là tập nào nhỉ? Các số tự nhiên mà lớn hơn 0 thì chính là tập n sao đúng không nào? Tiếp theo câu C ta có A cộng x nhỏ hơn A. Thì x chúng ta sẽ nhỏ hơn A trừ đi A, x nhỏ hơn 0. Có số tự nhiên nào nhỏ hơn 0 hay không? Không có số nào cả. Tập hợp C chúng ta bằng tập hợp rộng. Rồi, tiếp theo chúng ta làm bài 53. Hãy viết xem vào các chữ số của số 1, 2, 3, 4, 5, một số cộng để được tổng bằng 60. Chúng ta sẽ xem là chúng ta sẽ điền bao nhiêu số cộng ở đây để được tổng là 60 nhỉ. Có thể đây là muốn tổng là 60 đúng không? Thì chữ số tận cùng là 0. Thì như vậy theo cái dãy 1, 2, 3, 4, 5 này thì ta cộng các số nào nhỉ? Để được tận cùng là số 0. Số 5 thì cần cộng với số 2 và số 3 đúng không? Như vậy cô sẽ thử là số 12 cộng với số 3 rồi cộng số 45 cũng được không nhá. 12 cộng 3 là 15, là cộng 45 đúng không? 60. Vậy bài 53 này ta có 12
cộng 3 cộng 45, kết quả 60. Tiếp theo chúng ta làm bài 54. Thay dấu sao bằng những chữ số thích hợp. Số có 2 chữ số cộng số có 2 chữ số thì được số có 3 chữ số và 2 chữ số tận cùng là 97. Thì chúng ta có thể điền được như thế nào nhỉ? Như ở đây khi chúng ta đặt tính đúng không? Ta có 2 số, số 2 chữ số cộng với nhau ta được số có 3 chữ số. Thế thì ở đây thường là như vậy, số đầu tiên, số đằng trước số 9 phải là số mấy nhỉ? À, nó là phép tính có nhớ. Như vậy đây chỉ là số 1 thôi. Đó. Và thấy đây là đuôi là 7. Thì 7 sẽ bằng mấy cộng mấy nhỉ? 17 đúng không? Đuôi là 7, phải tính có nhớ như này. Thì đuôi là 7. 17 bằng mấy cộng mấy? À, có thể là bằng 8 cộng với 9 đúng không? Như vậy đây cô điền 8 này. Đây cô điền 9 này. 8 cộng 9 là 17. Viết 7 nhớ 1. Ở đây hai số này cộng với nhau rồi cộng thêm 1 được 19. Như vậy tổng hai số này chỉ bằng 18 thôi. Như vậy mỗi số này là 9. Như vậy ta sẽ có là 98 cộng 99 bằng 197. Hoặc đảo lại là 99 cộng 98, chúng ta cũng được kết quả là 197. Đó là bài số 54. Tiếp theo chúng ta cùng làm bài tập số 55. Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán điện thoại tự động sau. Đầu tiên là ta thấy là cuộc gọi đi Hà Nội và Hải Phòng thì phút đầu tiên là 1.500. Mỗi phút kể từ phút thứ hai nó là 1.100. Và ở đây đề bài cho thời gian gọi là 6 phút. Như vậy ta sẽ có là 1 phút đầu tiên thì giá 1.500 cộng với 5 phút còn lại thì sẽ là 1.100 nhân với 5. Đó. Chúng ta tính toán kết quả phép tính ra. Ta thấy là 1.100 nhân với 5 ta được 5.500. 1.500 mà cộng với 5.500 ta được 7.000. Như vậy số tiền phải trả đây là 7.000 đồng. Tiếp theo đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Ta có phút đầu tiên là 4.410. Và như vậy còn lại 3 phút thì ta sẽ lấy 3.250 nhân 3. Và khi đó chúng ta sẽ tính toán ra được là ta thấy là 3.250 nhân 3 ta sẽ được bao nhiêu? Ta được là 10.560 cộng với 4.410 ta được kết quả là 14.970 đồng. Tiếp theo, khi gọi từ Hà Nội đến Huế thì phút đầu tiên chúng ta là 2.380. Cộng tiếp 4 phút còn lại thì là 1.750 nhân 4. Thì đầu tiên chúng ta lấy 1.750 nhân 4. Ta được bao nhiêu? Ta được 7.000.
Ta cộng với 2380 thì ta được là 9380 đồng. Đó. Như vậy ở dưới này ta sẽ điền kết quả là 9380 đồng. Tiếp theo chúng ta cùng làm bài 56 là tính nhanh. Câu A ta có các phép tính như sau. Ta có 2 nhân 31 nhân 12 cộng 4 nhân 6 nhân 42 cộng tiếp 8 nhân 27 nhân 3. Đây là các tích cộng với nhau đúng không? Chúng ta thấy là giữa các tích này nó đã có thừa số nào chung chưa? À, ta thấy là nó chưa có thừa số nào chung cả. Thì như vậy ta sẽ nghĩ đến việc nhóm các phép tính nhân để có thừa số chung với nhau. Cô lấy 2 nhân 12 này. Được bao nhiêu? 24 đấy. Thì ở đây ta sẽ nhóm hai anh nào? À, nhóm 4 với 6 nhé. Thì lát nữa kết quả cũng là 24. Và cụm thứ ba này ta nhóm 8 với mấy? Cô nhóm 8 với 3. Vậy đầu tiên cô sẽ có là 24 nhân 31 cộng với 24 nhân 42 cộng với 24 nhân 27. Tất cả cô đều có thừa số chung là 24. Thì cô đặt thừa số chung này ra, như vậy trong ngoặc cô còn 31 cộng 42 cộng với 27. Đến đây cô tính kết quả 31 cộng 42 bằng bao nhiêu? À, bằng 73. Cộng thêm 27 ta được là 100, vậy ta có 24 nhân 100. Kết quả chúng ta chính là 2400. Tiếp theo cô B. Ta có 36 nhân 28 cộng 36 nhân 82 cộng 64 nhân 69 cộng 64 nhân 41. À, thứ hai anh đầu, hai tích đầu đều có chung 36, cô đặt 36 ra ngoài. Trong ngoặc cô còn 28 cộng với 82. Hai tích sau ta thấy có thừa số chung là 64. Cô đặt 64 ra ngoài. Trong ngoặc cô còn 69 cộng 41. Vậy cô có 36 nhân bao nhiêu? 28 cộng 82 thì cũng được kết quả là 110. Cộng với 64 và cũng nhân với cả 110 tiếp. Như vậy cô đặt thừa số chung là 110. Trong ngoặc cô còn 36 cộng 64. Vậy cô được là 110 nhân 100 đúng không? Tức là 11.000. Đó là câu B. Chúng ta làm tiếp bài 57. Thay các dấu sao và các chữ số bằng các chữ số thích hợp. Đầu tiên ta sẽ có phép tính là sao 8 sao 3 nhân với câu A đúng không? Cô có là sao 8 sao 3 nhân bên này là 9. Rồi, cô được là 7 không sao 7 sao. Thì nếu chúng ta quan sát nhỉ, quan sát cái tính này đúng không? Thế đây là cô có thể làm gì nhỉ? À, cô có thể nhân luôn. Như vậy ta thực hiện được phép tính nhân gì nhỉ? Rồi, đây cô sẽ viết để cách một chút nhé. Đây, cách cái số này, đây số 8, đây số 3. Rồi, nhân số với số có một chữ số là số 9 rồi.
ta lại có số gì rồi? 0, 7. Cách ở đấy, 7, cách ở đây. Thì đương nhiên ta thấy là 3 x 9 là bao nhiêu rồi? À, nhân hàng đơn vị. 3 x 9 là 27. Ta viết 7 nhớ 2. 2. Bây giờ ta sẽ cần tìm cái số ở đây. Nó nhân với 9 đúng không? Rồi cộng với 2 thì được đuôi là 7. Thì nó có thể là số nào nhỉ? Đuôi là 7 thì như vậy là nó có thể là trừ đi 2 đúng không? Thì đuôi của phép tính này là 5. Như vậy chỉ có đây là số 5 đúng không? 5 nhân 9 nhân 3 27 7 nhớ 2, 5 nhân 9 là 45. Thêm 2 là 47, 7 nhớ 4 tiếp. 8 nhân 9 là 72. Thêm 4 là 76, viết 6 nhớ 7. Bây giờ một số nhân 19 này cộng thêm 7 được 70, như vậy số nhân 19 bằng 63. Đây là số 7 đúng không? 7 nhân 9 là 63, thêm 7 đây đúng là bằng 70. Đó là câu A. Tiếp theo câu B. Câu B dụng ý người ta là các chữ số này ở phần trên đều giống nhau hết. Và kết quả là 3 này. Hai số giữa này khác nhưng mà số này vẫn giống. Như vậy đây sẽ là số mấy được? Thế đây là A nhân A mà vẫn là A. Chúng ta cùng nhận nhé. 0 nhân 0 thì A nhân A được đuôi vẫn là A đúng không? Thì được một số nào đó đuôi là A. Như vậy ta suy ra được là A thuộc những số nào nhỉ? Không nhân không bằng không, có đuôi là không được. 1 nhân 1 đuôi là 1 cũng được. 2 nhân 2 thì bằng 4 là không được. 3 nhân 3 bằng 9 không được. 4 nhân 4 là 16 không được. 5 nhân 5 thì vẫn đuôi vẫn là 5 đúng không? Được này. 6 nhân 6 đuôi cũng là 6 vẫn được. 7 nhân 7 thì đuôi là 9 thì không được rồi. 8 nhân 8 đuôi là 4 cũng không được. Và 9 nhân 9 đuôi là 1 cũng không được. Như vậy ta sẽ A sẽ thuộc là các số là 0, 1, 5 và 6. Tuy nhiên thấy ở đây A phải khác 0 đúng không nào? Còn nếu A bằng 1 thì đây là 1, 1, 1 nhân với 1 đúng không? Thì 1 nhân 1 đây không thể nào lên 3 được. Như vậy ở đây là trường hợp ta sẽ loại trường hợp A bằng 0 và A bằng 1. Ta xét cho cô hai trường hợp là A bằng 5 và A bằng 6. Nếu A bằng 5, suy ra ta sẽ có phép tính là 5, 5, 5 nhân với 5. Đúng không? Nó là A, A, A nhân với A mà. Thì mình thấy A bằng 5 và mình được là 5, 5, 5 nhân với 5. Thì kết quả phép tính này bằng bao nhiêu? Hai nghìn bảy trăm bảy mươi lăm. À nhưng mà ta đang cần là chữ số đầu tiên là số 3 cơ. Vậy câu này cũng loạn. Ta xét tiếp trường hợp là A bằng 6. Vậy thay A bằng 6 ở đây cô được là số 666 nhân thêm với 6. Thì cô sẽ được là 3.996. Vậy là đúng thỏa mãn là đuôi số đầu tiên là 3 đúng không? Và đuôi vẫn là số 6. Vậy đây là các số chúng ta cần tự điền tương ứng nhé. Tiếp theo ở bài 58 này. Câu A chúng ta tính 5 giai thừa chính là tích của 1 cho đến 5. Thì cô nhân ra 1, 1 nhân 2 là 2, 2 nhân 3 là 6, 6 nhân 4 là 24, 24 nhân 5 là 100 đúng không nào?
À, 24 nhân với 5 cô được 120 đúng không? Xin lỗi nha, 120. Câu B, cô có 4 giai thừa trừ 3 giai thừa. Như vậy ta tính ở ngoài 4 giai thừa là bằng tích của 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4. Cô có 1 nhân 2 là 2, 2 nhân 3 là 6. 6 nhân 4 là 24. Tiếp theo 3 giai thừa thì nó sẽ bằng là 1 nhân 2 nhân 3 bằng 6. Như vậy cô sẽ có 4 giai thừa trừ đi 3 giai thừa là bằng 24 trừ đi 6, chúng được kết quả là mười mấy? À, 18 đúng không nào? Theo bài 59, xác định dạng của tích sau. Câu A, cô có số AB nhân 101. Thì đây cô sẽ tách được 101 ra. Thành tổng của 100 cộng với 1 đúng không? Như vậy nó sẽ bằng là AB nhân lần lượt từng số bên trong tổng này. Ta áp dụng tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng ấy. Thì ta được AB nhân lần lượt với tổng vừa rồi. Thì như vậy ta có là AB nhân với 100 cộng với AB nhân 1. Thì AB nhân với 100 ta được số đó là AB thêm 2 chữ số 0 đúng không? Rồi cộng với AB ở đây. Như vậy khi cộng vào ta được hàng đơn vị là B, hàng chục là A, hàng trăm là B và hàng nghìn là A. Vậy cô được số ABAB. Tiếp theo cô B, cô có là ABC nhân 7 nhân 11 nhân 13. Cô có 7 nhân 11 là 77. 77 nhân với 13 được là 1001. Và cô tách tương tự như câu trên thì 1001 chính là tích của à, chính là tổng của 1000 cộng với 1 đúng không nào? Như vậy đây cô sẽ lấy lần lượt là ABC nhân 1000 rồi cộng với ABC nhân 1. Thì khi đó cô được là ABC thêm 3 chữ số 0 cộng với ABC. Vậy thì đây, thực hiện phép tính cộng này ta sẽ được là gì nhỉ? À, ta được đó là số ABC và ABC tiếp đúng không nào? Đó. Đó là cách để chúng ta làm bài 59 nhé. Chúng ta làm tiếp bài 60. Hãy so sánh hai số A và B mà không cần tính cụ thể giá trị của chúng. Đầu tiên, A cô có bằng 2002 nhân 2002. Thì ở đây bên này cô có là 2000 nhân 2004. Như vậy cô sẽ đưa cái phép tính của cô nó chỉ gồm hai số là 2002 và 2000 nhá. Như vậy đây số 2002 cô giữ nguyên. Ở đây 2002 cô sẽ tách thành tổng của 2000 cộng với 2. Như vậy nó sẽ bằng là 2002 nhân với 2000 rồi cộng với 2002 nhân với 2. Vậy thì ở đây cô sẽ được là 2002 nhân với 2000 cô giữ nguyên. Cô cộng với 2002 nhân với 2 cô được là 4004. Đó là đáp án A. Câu B cô có là bằng 2000 nhân 2004. 2000 cô sẽ giữ nguyên. Còn 2004 cô sẽ đưa về là 2002. Cô cộng với 2. Vậy đầu tiên cô sẽ có là 2000 nhân 2002 và cộng với 2002 nhân với 2. À đây là 2000 nhân với 2. Vậy đây cô có là 2000 nhân 2002 cộng bên này cô có là 2000 nhân 2 cô được kết quả là 4000.
Thế là hai anh này giống hệt nhau, bằng nhau. Như vậy ta chỉ cần so sánh hai anh ngoài này thôi. Thì ta thấy là 4.004 lại lớn hơn 4.000. Nên ta có hai tổng này đúng không? Hai tổng này có cùng một số hạng rồi, nhưng số hạng của tổng này lớn hơn số còn lại, nên số A phải lớn hơn số B. Chúng ta đã so sánh được A và B mà không cần tính cụ thể giá trị của chúng đúng không nào? Rồi, đó là bài số 60. Chúng ta cùng làm tiếp bài tập số 61. Câu A đề bài cho chúng ta biết là 37 mà nhân với 3 thì được 111. Bây giờ hãy tính 37 nhân 12. Ở đây ta thấy là 37 nhân 13 thì được kết quả khá là dễ và đẹp đúng không? Là 111. Như vậy cô sẽ cần 37 đây rồi. Như vậy 12 cô sẽ tách ra là 3 nhân 14. Đến đây cô sẽ ghép 37 nhân 13 vào thì cô được 111 nhân với 4. Và kết quả của chúng ta là 444. Tiếp theo câu B. Đề bài cho chúng ta biết là 15.873 mà nhân với 7 chúng ta được 111.111 đơn vị. Bây giờ đề bài hỏi là hãy tính 15.873 nhân 21. Thì ở đây ta thấy là cái số 15.873 của chúng ta đúng không? Nó còn nó cần nhân với mấy nhỉ? À nó cần nhân với 7. Vậy 21 cô sẽ tách ra là 7 nhân với 3. Đến đây cả cụm này của cô thì nó chính là bằng 111.111 nhân với 3. Thì cô sẽ được là 333.033 đơn vị. Đó. Đó là bài 61. Tiếp theo chúng ta cùng làm bài 5.1. Số tự nhiên x thỏa mãn điều kiện 0 nhân x trừ 3 bằng bao nhiêu? À, như vậy chúng ta sẽ giải điều kiện là 0 nhân với x trừ 3 bằng 0 để xem kết quả bao nhiêu nhé. À, có thế là 0 nhân với một số tự nhiên bất kỳ đúng không? Thì đều bằng 0. Như vậy x nó sẽ là một số tự nhiên bất kỳ. Nhưng người ta ở đây ta thấy là có phép tính x trừ đi 3. Do đó để có kết quả phép tính trừ này thì ta thấy là số bị trừ phải lớn hơn hoặc bằng số trừ đúng không? Như vậy khi đó người ta thấy là x là một số tự nhiên bất kỳ mà nó thỏa mãn là nó phải lớn hơn hoặc bằng 3. Vậy câu 5.1 chúng ta chọn D. Tiếp theo câu 5.2, hãy tính kết quả của phép tính sau: 2 cộng 4 cộng 6 cộng 8 cho đến 100. Vậy ta có bài 5.2. 2 cộng 4 cộng 6 cộng 8 100. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng công thức tính tổng của dãy số cách đều nhé. Ở đây cô sẽ xét dãy số cách đều. Số đầu tiên là 2, tiếp theo là 4, 6, 8, đến số hạng cuối cùng là 100. Ở đây chúng ta sẽ tìm số số hạng là bao nhiêu? Số số hạng ta lấy số cuối là 100, trừ đi số đầu là 2, chia cho khoảng cách là chia cho 2, khoảng cách giữa hai số liên tiếp, rồi cô cộng với một đơn vị. Vậy ta có 100 trừ đi 2 là 98. 98 chia 2 chúng ta được 49. 49 cộng 1 được 50 số hạng. Và tiếp theo công thức tính tổng của dãy số cách đều. Ta lấy số cuối cộng số đầu 100 cộng 2 nhân với số số hạng là 50. Tất cả chúng ta chia cho 2. Thế đây là 100 cộng 2 là 102.
chúng ta nhân với 50 được kết quả là 5.100, và khi chia 2 chúng ta được là tổng là 2.550. Vậy chúng ta đã làm xong bài tập xoắn 5 là phép cộng và phép nhân. Chào các em, và chúng ta sẽ cùng gặp lại cô ở bài học sau nhé.